Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái nhà thờ kênh 1 nha. Nhà thờ kênh 1, còn được gọi là nhà thờ Thánh An Tôn. Đây, từ phía ngoài nhìn vào nhà thờ. Phía ngoài nhìn vào nhà thờ. Cũng giống như một số nhà thờ kênh thì phía trước đó là cái kênh và phía bên hông là nhà thờ. Thì nghe theo như lời người quen nói thì mỗi một cái kênh thì gồm có 3 cái nhà thờ và một số nhà nguyện nhỏ. Thì không biết cái thông tin này có được chính xác hay không. Quý vị thấy không? Ở bên kia, phía bên kia thì có những cái cây... cây dừa và người ta đây, tôi sẽ quay cho quý vị thấy không, có một số người đi lên cầu. Thì giữa cái hai cái bờ kênh thì có một số cái cầu nhỏ nối qua, thì cái cầu này có thể sử dụng cho người đi bộ, cái cầu xi măng, hoặc là cũng có thể là sử dụng cho cái phương tiện là xe hai bánh. Có một cái em trai nó đi thì do đi không nổi cho nên em mới dẫn bộ. Bây giờ hôm nay là ngày mùng 2 Tết cho nên lễ, tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thì thông thường thì thánh lễ sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 Tết bên đạo Thiên Chúa đó. Thì mùng 1 Tết là cầu cho bình an cho cả năm, mùng 2 là cầu cho ông bà cha mẹ. Thì thường thường thì theo một cái quy định luật bất thành văn thì có thể là chiều mùng 2 thì sẽ thánh lễ tại nghĩa địa, và mùng 3 là cầu cho công ăn việc làm, ai làm việc gì thì cầu thì ăn làm đó. Thì cùng sông nước đây, từ nãy giờ giới thiệu cho quý vị là nhà thờ kênh 1. Xây từ những năm 1970 cho tới năm 1974 thì mới hoàn thành. Nhà thờ này được gọi là giáo sứ Thánh Tôn. Tôi trở lại chủ đề, hôm nay là ngày mùng 2, cầu cho ông bà tổ tiên, cho nên buổi sáng thì đã có thánh lễ rồi. Tuy nhiên là buổi chiều thì có thánh lễ ở nghĩa địa. Mình sẽ quay cho quý vị cái nhà thờ kinh 1. Hy vọng là trong năm 2018 này tôi sẽ sưu tập một số cái nhà thờ của những nơi mà tôi đã đi qua. Trong đó có những nhà thờ mà quý vị và các bạn là người của giáo xứ. Ví dụ như hôm nay quý vị và các bạn đang ở nhà thờ, đang là giáo xứ An Tôn của kênh 1. Tuy nhiên vì lý do gì đó mà quý vị sống tha hương, thì quý vị nhìn những cái chiếc kênh, những cái nhà thờ, thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy được một chút miền quê, một chút nắng ấm ở miền quê. Thank you.
trong nhà thờ. Công viên của nhà thờ rất rộng. Công viên nhà thờ rất rộng. Đây là tượng ông Thánh Ăn Tôn. Thì đối với mỗi một cái người tôn giáo là đạo Thiên Chúa thì mỗi người chọn cho mình cũng giống như là ở bên đạo Phật á, thì bên đạo Thiên Chúa mỗi cho người chọn cho mình mà gọi là bổn mạng. Thì đây là nhà thờ Ăn Tôn, cho nên đây là ông Thánh Ăn Tôn. Quý vị và các bạn thấy không? Vì hôm nay nhà thờ không có bước vào cho nên là tôi cũng không có thể quay được. Nhà thờ có một cái điều hay, nếu mà quý vị và các bạn cùng một cái tôn giáo thì đây là một cái điểm mà tôi thấy được rất là hay ở cái nhà thờ Thánh An Tôn này, là sau cái thánh lễ thì tất cả giáo dân đều bước ra cái tượng của Đức Mẹ. Và sáng ngày mùng 1 thì tôi được hát một cái bài hát mà có lẽ là từ khi cái ngày xưng tội rước lễ lần đầu và tôi mới hát, và tôi cũng xin hát tặng quý vị và các bạn một cái bài hát vào ngày mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết tôi hát. Đó cũng là cái ngày hát và cái bài hát của thánh lễ xưng tội rước lễ lần đầu, là con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến, phó chót nơi mẹ tâm thân nhỏ hèn, để đời còn luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thần xác hồn con đến hiền dâng, quyết chi thanh hóa nhờ mẹ trong mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trong nước mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dâng dâng sắc dâng con sống bằng yên. Hỡi Maria, xin mẹ nhận lấy tâm thần xác hồn con đến hiền dâng, biết chi thanh hoa nhờ mẹ trông mẹ, vững chi chiến đấu vì mẹ trông nước mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm lang thang đầu năm mới. Xin chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và đầy sự bình an như những cái bông hoa